Công an Đồng Nai chính thức thông tin nguyên nhân vụ nổ lo hơi Hé lộ danh tính kẻ đánh du khách nữ thủng mang nhĩ ở Ninh Thuận Vụ cô giáo quờ tay tím má học sinh ở Cần Thơ Nhà phụ huynh bị ném chất bẩn Vụ nữ bác sĩ gặp nạn tại quán cà phê Nạn nhân có thể phải ngồi xe lăn suốt đời Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin cập nhật có trong chương trình hôm nay. Mời quý vị chú ý theo dõi. Thưa quý vị, mới đây, công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về nguyên nhân gây ra vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại gỗ Bình Minh, khiến 6 người tử vong và 5 người bị thương. Đồng thời khởi tố bắt tạm giam ông Phèn Ròng, giám đốc công ty. Tối ngày 10 tháng 5, công an tỉnh Đồng Nai thông tin về nguyên nhân gây ra vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại gỗ Bình Minh, số 72 đường Kiểm, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, khiến 6 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của công ty gỗ Bình Minh hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26 tháng 11 năm 2022 và bình nén khí hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5 tháng 1 năm 2024. Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn, nhưng công ty gỗ bình minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất. Trong vụ việc này, ông Feng Zhong, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty gỗ bình minh là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi, điều hành mọi hoạt động của công ty. Do đó, hành vi của ông Feng Zhong có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn lao động, được quy định tại Điều 295 Bộ Luật Hình Sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Feng Zhong về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Các quyết định lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Trước đó, sáng ngày 4 tháng 5, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Feng Rong quốc tịch Trung Quốc. Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh với 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Như đã đưa tin, lúc 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, tại công ty gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 10 tháng 5, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, Sở đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về kết quả xác minh nội dung phản ánh việc nữ du khách tố bị hành hung tại khu vực bãi Kinh. Theo đó, chị Nguyễn Diệu Linh, 29 tuổi, chú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội phản ánh chiều mùng 2 tháng 5 cùng hai người bạn đến bãi Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, thuộc quản lý của khách sạn Kaisamaya để vui chơi. Tại đây, nhóm chị thuê thuyền súp trèo ra biển giải trí. Trong lúc trèo, chiếc súp gặp sự cố bị lật Thấy bạn bị sóng cuốn vào khu vực vách đá hiểm trở cách xa bờ, chị Linh kêu cứu nhân viên động mô tô nước gần đó. Người này ra giá 200.000 đồng để tới hỗ trợ, được nữ du khách đồng ý. Tuy nhiên, khi chạy mô tô nước ra, anh ta chỉ kéo thuyền mà không vớt người. Giữa chị Linh và tài xế mô tô nước sau đó xảy ra tranh cãi, nữ du khách cầm điện thoại quay hình. Theo chị Linh, người lái mô tô đã xông đến dùng tay đánh vào tay trái của mình. Nhóm du khách sau đó đến phản ánh với lễ tân của khách sạn Kasamaya. Sau khi về lại Hà Nội, Chị Linh đi khám, phát hiện bị thủng màng nhĩ tai bên trái và đã đăng tải vụ việc bị hành hung lên mạng xã hội. Bước đầu, công an Ninh Hải xác định người đánh chị Linh là Phạm Đình Dương, 31 tuổi, trú tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, làm dịch vụ cho thuê mô tô nước. Dương đã bị công an triệu tập. Công an huyện Ninh Hải cũng đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với chị Linh tại công an phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị đã gửi lời xin lỗi đến người đại diện của chị Linh và chỉ đạo gửi thư xin lỗi trực tiếp đến chị Linh. Hiện nay, vụ việc đã được cơ quan chức năng thụ lý, theo thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, đã làm thủ tục trưng cầu viện pháp y trung ương, giám định thương tích của chị Linh để có căn cứ xử lý theo quy định trong thời gian sớm nhất. Liên quan đến hoạt động du lịch tại khu vực bãi Kinh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã đề nghị dừng tổ chức hoạt động chèo thuyền sup trên biển vì chưa đảm bảo một số điều kiện quy định. Liên quan đến vụ việc phụ huynh của trường mầm non Việt Úc ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ phản ánh về việc con mình bị cô giáo tác động trong lớp học. Bà Hà Kim Thoa, chủ tịch hội đồng trường và Nguyễn Thanh Thanh, hiệu trưởng nhà trường xác nhận thông tin về vụ việc trên là hoàn toàn đúng sự thật. Bà Nguyễn Thanh Thanh cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã phối hợp với cơ quan công an và phụ huynh để làm rõ mọi vấn đề liên quan. Bà Thanh thông tin, theo quy định, phân công của nhà trường thì mỗi lớp có hai cô giáo. Trưa 26 tháng 4, bà ngoại của cô giáo trung lớp với cô Cao Quỳnh Như mất nên cô giáo kia xin về lo hậu sự. Trong lớp chỉ còn lại cô Cao Quỳnh Như vào giờ ngủ trưa của trẻ. Đến đầu giờ chiều, nhà trường đã phân công một cô giáo khác hỗ trợ cô Như. Đáng tiếc sự việc xảy ra vào giờ ngủ trưa của trẻ, trong lớp chỉ có mình cô Như. Bà Thanh nói, hội đồng trường và ban giám hiệu nhận trách nhiệm thiếu sót trong giám sát, quản lý giáo viên, lớp học đã để xảy ra trường hợp đáng tiếc phía nhà trường đã có cuộc họp với toàn bộ giáo viên của trường để nhắc nhở chấn chỉnh. Nhà trường cũng đã thay đổi hệ thống camera hiện đại hơn, tự động nhận diện hành vi để phát hiện, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh. Còn bà Hà Kim Thoa thông tin về phía cô Cao Quỳnh Như đã có đơn xin nghỉ việc và được phía nhà trường giải quyết, thực hiện các thủ tục liên quan. Cô Như đã công tác tại trường được 5 năm, phía nhà trường rất đáng tiếc vì sự việc xảy ra và đang phối hợp với cơ quan công an cũng như phía phụ huynh để xử lý theo đúng quy định pháp luật ở một diễn biến khác nhà chị trương ngọc bảo uyên phụ huynh cháu hdk cháu bé bị cô cao quỳnh như tác động bị hai đối tượng ném chất bẩn vào cửa nhà khiến gia đình lo sợ bà hà kim thoa khẳng định trường mầm non việt úc không liên quan đến hai thanh niên đến nhà của cháu ca yêu cầu gia đình rút đơn và vụ việc ném chất bẩn vào nhà cháu ca nhà trường cũng đã chủ động thông tin đến cơ quan công an khi biết sự việc hiện vụ việc đang được công an quận ninh kiều phối hợp cùng các đơn vị xác minh điều tra xử lý chị Trương Ngọc Bảo Uyên, phụ huynh cháu HDK cho biết, cơ quan công an đã mời chị làm việc và cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến các vụ việc. Hiện vết thương trên mặt cháu ca đã lành nhưng cháu vẫn bị rối loạn hoảng sợ. Gia đình vẫn cho cháu ca nghỉ học ở nhà để theo dõi sức khỏe. Chị Uyên chia sẻ, gia đình chúng tôi mong muốn vụ việc được điều tra sáng tỏ, xử lý trách nhiệm những người có liên quan, không để tình trạng trẻ bị bạo hành tại trường học tiếp tục xảy ra. Trước đó, báo Công an nhân dân đã có bài viết phản ánh việc cháu HDK, sinh năm 2019, học lớp trồi 3, trường Mầm non Việt Úc bị cô giáo tác động trong lớp học. Sau khi gia đình có trình báo đến cơ quan chức năng thì có hai người đàn ông có nhiều hình xăm trổ xuất hiện tại nhà đề nghị phía gia đình rút đơn gửi đến cơ quan công an cũng như các cơ quan chức năng. Liên quan đến sự cố vỡ tấm kính một quán cà phê ở Hà Nội, làm nữ bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý bị đa chấn thương. Sau hơn 20 ngày gặp tai nạn hy hữu, nữ bác sĩ đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt hơn và đang được điều trị tích cực tại khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sáng 11 tháng 5, chia sẻ về tình trạng của chị Lý, bác sĩ Trần Quang Trung, khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho hay, hiện sức khỏe của Lý tiến triển tốt hơn. Theo bác sĩ Trung, chị Lý được chuyển đến viện cấp cứu trong tình trạng rất nặng, tổn thương tủy sống, làm hai chân liệt hoàn toàn, chấn thương ngực kín, tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương ổ bụng. Đặc biệt, tai nạn khiến chị Lý bị gãy trượt đốt sống, chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng, làm mất cảm giác từ ngực trở xuống, liệt hoàn toàn hai chân và đại tiểu tiện mất tự chủ. Sau khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã khẩn trương phẫu thuật, giúp nữ bác sĩ trẻ thoát khỏi nguy kịch. Cách đây vài ngày, chị Lý tiếp tục được phẫu thuật lần hai, hiện các ca mổ cần thiết đã xong. Sau khoảng từ 2 đến 3 tuần nữa, nếu không có biến chứng khác, chị Lý có thể ra viện theo bác sĩ trung mặc dù sức khỏe chị lý đã có nhiều chuyển biến tích cực tuy nhiên rất khó có khả năng hồi phục hoàn toàn do tai nạn nặng khiến tủy ngực tổn thương nên chị lý mất cảm giác liệt hai chân và đại tiểu tiện không tự chủ việc điều trị tích cực có thể giúp cô sau này có thể ngồi và đi xe lăn bác sĩ trung chia sẻ việc chăm sóc bệnh nhân sau này sẽ có nhiều khó khăn cả bệnh nhân và người nhà phải nỗ lực vượt qua đặc biệt là bệnh nhân khi trải qua cú sốc lớn như vậy rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý vì vậy Gia đình và người thân cần động viên, quan tâm hơn rất nhiều Trước đó vào tối 20 tháng 4, chị Hoàng Minh Lý, 29 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An Ngồi uống cà phê cùng bạn bè tại quán cà phê trên phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Lúc này trời đổ mưa rông, một tấm kinh lớn từ tầng 2 đã đổ sập xuống người chị Sự việc khiến chị Lý phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng Cũng liên quan đến vụ việc này, trước đó, đại diện chuỗi cà phê trên cho biết Do chị Lý bị đa chấn thương và mổ xong nên chưa biết thời điểm ra viện Vị này chia sẻ, rất may, đến nay chị Lý đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi cũng chuẩn bị gặp mặt gia đình chị Lý để có thể chia sẻ trách nhiệm và tìm hiểu thêm mong muốn của gia đình chị Lý. Được biết, chị Lý đang công tác tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, thành phố Hà Nội. Vừa qua, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cũng đã đến thăm và động viên bệnh nhân cố gắng vượt qua những cơn đau thể chất, yên tâm điều trị. Thứ trưởng Thuấn yêu cầu các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tập trung hỗ trợ tối đa, sát sao quá trình điều trị cho nữ bác sĩ. Ngày mùng 9 tháng 5, tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Hồ Xuân Hải, 53 tuổi, mức án tử hình về tội giết người sau khi đầu độc khiến vợ và ba con của mình thiệt mạng. Theo cáo trạng, ông Hải và vợ có ba người con. Vợ chồng ông ta đầu tư trang trại nuôi lợn tại xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm nhưng làm ăn thua lỗ, nợ nhiều không có khả năng chi trả. Trong cơn túng quẫn, ông ta lên mạng tìm hiểu cách đầu độc cả gia đình. Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Ông Hải đặt mua bình khí CO 40 lít, đưa về căn nhà vắng chủ cất, rồi mua thêm dây ống nước bằng nhựa và tham khảo cách sử dụng. Khoảng 22 giờ cùng ngày, ngày 22 tháng 8 năm 2023, khi thấy vợ con vào phòng bật máy lạnh, đóng kín cửa đi ngủ, ông Hải ra ngoài phòng khách ngồi uống rượu và tiếp tục xem điện thoại, tìm hiểu cách đầu độc bằng khí CO. Đến khoảng 2 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2023, ông này đưa bình khí co đến khu vực tiếp giáp cửa sổ phòng vợ con đang ngủ rồi xả khí co vào phòng qua dây ống nước đã mua sau đó ông hải đóng van cất bình khí co về chỗ cũ rồi vào phòng ngủ đóng cửa nằm dưới chân vợ con đến trưa cùng ngày mọi người phát hiện vợ và ba con của ông hải qua đời riêng ông hải còn sống và được đưa đi cấp cứu tại phiên tòa theo nhận định của hội đồng xét xử hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng trực tiếp tước đi tính mạng của nhiều người gây tâm lý hoang mang, tạo bất ổn lớn trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái nhưng vẫn thực hiện, có ý thức xem thường pháp luật. Do đó, hội đồng xét xử đánh giá việc cải tạo giáo dục bị cáo không còn tác dụng, cần thiết phải loại bỏ bị cáo khỏi xã hội. Từ đó, tuyên án mức án tử hình đối với bị cáo. Chiều 9 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã khởi tố bị can về hành vi buôn lậu đối với 23 người liên quan đến vụ án buôn lậu trên 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai, quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã thi hành quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can. Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can trong vụ án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Long An. Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều tăng vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Trước đó ngày 17 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh thành phố khác để điều tra, làm rõ hành vi của các bị can có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai, đây là vụ án được ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo, được dư luận xã hội quan tâm. Hiện công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án trên, công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi những ai phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu sớm ra đầu thú tại phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: số 1034 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày mùng 10 tháng 5, thị trường vàng trong nước lại chứng kiến một ngày dậy sóng. Giá vàng SJC phá đỉnh 90 triệu đồng một lượng ngay khi các hiệu vàng mở cửa kinh doanh. Giá vàng nhẫn trơn 24K cũng nhảy lên mức kỷ lục 76 triệu đồng một lượng. Người dân kỳ vọng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng nên đổ xô đến doanh nghiệp vàng lớn để mua, đẩy giá các loại vàng cùng đi lên. Đến cuối ngày, vàng miếng SJC chốt ở mức giá cao chót vót, 90,1 triệu đồng một lượng mua vào, 92,4 triệu đồng một lượng bán ra, tăng gần 3 triệu đồng so với một ngày trước và tăng 5 triệu đồng chỉ trong hai ngày qua. Giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại cũng tăng vọt lên 74,85 triệu đồng một lượng mua vào, 76,55 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 1,35 triệu đồng một lượng so với một ngày trước. Giá vàng trong nước nhảy vọt trong bối cảnh giá thế giới cũng tăng chóng mặt, hơn 60 đô la Mỹ một ounce, khoảng 1,8 triệu đồng một lượng, lên 2.371 đô la Mỹ một ounce. Dù vậy, với tốc độ tăng của vàng SJC những ngày qua, cách biệt giữa vàng trong nước và thế giới nới rộng lên tới gần 20 triệu đồng một lượng. Trong bối cảnh giá vàng tăng sốc, người dân vẫn đổ xô đến trụ sở công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, công ty SJC để mua vàng miếng SJC. Trong khi các cửa hàng khác cũng như tiệm vàng nhỏ vắng vẻ vì đang khan hiếm loại vàng này. Tình trạng xếp hàng xuất hiện khi nhiều người phải chờ cả giờ để mua được từ 1 đến 2 lượng vàng. Dù vậy, cũng có khá nhiều người đi bán vàng vì lo giá giảm trở lại. Do nhu cầu tăng đột biến, một số thời điểm công ty SGC tạm ngưng giao dịch hoặc giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua một lượng vàng miếng một ngày. Nếu mua vàng nhẫn trơn, mỗi khách hàng cũng chỉ được mua tối đa 3 chỉ một ngày thay vì 5 chỉ như trước. Trước tình hình giá vàng tăng sốc, bất chấp nỗ lực tổ chức đấu thầu bình ổn thị trường của ngân hàng nhà nước những tuần qua, nhiều ý kiến chuyên gia lẫn người dân băn khoăn phải trang mục tiêu đấu thầu vàng không đạt được. Chuyên gia tài chính, tiến sĩ Đinh Thế Hiển nhận định, ngân hàng nhà nước tổ chức đấu thầu nhưng nguồn cung từ kênh này không nhiều, bởi thực tế chỉ có hai phiên đấu thầu thành công với khoảng 6.800 lượng vàng. Theo tiến sĩ Hiển, giá vàng trong nước đang chịu nhiều yếu tố tác động để tăng mạnh, như xu thế tăng của giá thế giới, các kênh đầu tư khác như gửi tiền tiết kiệm và bất động sản đều suy yếu, nên dòng tiền dịch chuyển sang vàng trong khi nguồn cung vàng miếng hạn chế. Một số ý kiến đặt ra vấn đề vì sao ngân hàng nhà nước không nhập khẩu vàng để có nguồn vàng nguyên liệu gia công vàng miếng SJC. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhập khẩu vàng sẽ gây ra sức ép tỷ giá, tác động nhiều tới kinh tế vĩ mô, nên ngân hàng nhà nước phải ưu tiên ổn định tỷ giá hơn vàng. Thực tế thời gian qua, giá vàng biến động mạnh nhưng không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Quan điểm này được tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn giảng viên Đại học Bristol, Vương quốc Anh ủng hộ. Ông chỉ ra hai vấn đề cần bàn về thị trường vàng ở thời điểm này. Thứ nhất, vàng quốc tế dự báo còn tăng tiếp. Nếu tranh lệch giá vàng quá cao, điều này ngân hàng nhà nước không thể can thiệp được. Thứ hai, thu hẹp tranh lệch giá vàng SJC với thế giới. Muốn vậy, có thể nhập vàng nguyên liệu, dập thành vàng miếng SJC và bán ra thị trường như nhiều ý kiến chuyên gia đề xuất. Tuy nhiên, nếu nhập khẩu vàng nhiều sẽ tiêu tốn ngoại tệ, dù doanh nghiệp đề xuất và cam kết không dùng dự trữ ngoại hối nhập vàng, nhưng vẫn ảnh hưởng cung ngoại tệ trên thị trường. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.